cho Bảo qua khoan bê tông nha, cắt thử nha, bê tông này cũng hết. Đơn giản, đơn giản, nhẹ nhàng. Thì là phần đinh này đó, thì Bảo à, test cho mình hết cả hàng 6-7 cây này luôn nha. Đóng đinh này, lấy máy khoan, đóng đinh, đơn giản, nhẹ nhàng. Chào anh chị, thì ngày hôm nay bên cửa hàng Bảo tiếp tục về thêm 100 sản phẩm máy khoan Alex nha. Rồi thì video trước đây Bảo có review mà nhiều quý anh chị mình á yêu cầu á là có thêm chức năng khoan gỗ, khoan sắt để có thể mua về xài công trình cũng như là gia đình. Thì trong video này Bảo sẽ test toàn bộ chức năng của máy trong một video để quý anh chị mình á xem luôn nha. Đầu tiên nha, thì đây máy khoan 3 chức năng mũi 10mm, thì Bảo đây á Bảo gắn mũi tối đa luôn đó, đầu bao nhiêu thì gắn mũi bấy nhiêu, mũi 10 ly nha. Đầu tiên đi, mình test thử khoan gỗ nha. Rồi sai chức năng rồi, anh chị mình á gạt vào chức năng khoan sắt và gỗ giúp Bảo nha. Rồi tiến hành khoan thôi, nhẹ nhàng vô cùng à. Đây là Bảo test theo khách hàng, anh chị cô chú nha. Phần này á, là sẽ có đinh trên này á, đóng xuống đây rồi. Cánh mất tiêu thì Bảo đổi cái phần nào á, mà chưa có đinh đóng á, test thực tế cho mình xem nha. Đó, nhẹ nhàng đơn giản chưa? Rồi vô cùng à, nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Quý anh chị nào á mà mua về xài này là cực kỳ nhẹ nhàng, mũi lớn nè, khoan vô tư luôn nha. Đây Bảo test làm chục mũi cho mình tham khảo luôn, chứ khỏi cắt ghép video gì cả, để quý anh chị mình á là xem thực tế máy này nó khỏe vô cùng nha. Rồi làm 2, 4, 6, 8 mũi rồi, tiếp tục qua khoan sắt hộp cho mình nha. Đây 48 luôn, lấy mũi này á Bảo tiến hành khoan cho mình luôn nha. Đơn giản, nhẹ nhàng. Hai mũi này. Đó. Test là phải thực tế như này, anh chị cô chú nha. Rồi. Chờ Bảo xíu nè. Đó, nó hơi kẹt mũi, lấy ra lại đã nha. Đúng ra thì nếu mà mình khoan sắt liên tục này, phải châm dầu mở vào á, thì mũi khoan nó mới ok, nó mới bền được nha. Chứ đây Bảo test thực tế nên là khỏi cần luôn. Đó, đơn giản cực kỳ nha. Làm cho mình 5-6 mũi liên tục luôn để mình xài. Tiếp tục, quý anh chị nào mà đi làm công trình này quên búa thì mình cứ thế là mình test thực tế luôn. Đây, đóng là mầm nha. Đơn giản không? Nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Thì phần đinh này á thì Bảo test cho mình hết cả hàng 6-7 cây này luôn nha. Đóng đinh này, lấy máy khoan, đóng đinh, đơn giản, nhẹ nhàng. Đó, quý anh chị nào thấy chức năng rồi nha. Rồi, đóng phần này á thì anh chị mình đã yên tâm, nó sẽ có nguyên một khối thép bên sau để chống lực. Nhưng mà theo Bảo thì chức năng này á là phụ thêm thôi, chứ mình xài lâu máy sẽ không bền cho mình nha. Tiếp theo là mình sẽ qua bắn vít đi, vít gỗ nha. Đây là cây vít gỗ dài 4 phân anh chị cô chú nha. Vít này thì đầu rất lớn này, thì Bảo test cho mình. Wow, máy khỏe vô cùng luôn nha, nâng cấp hơn. Để cho mình có thể thấy được hết sức mạnh máy này á, thì Bảo sẽ chơi luôn một con ốc gỗ mà 10 phân nha anh chị cô chú nha. Rồi tiến hành test nào. Kinh khủng không? Đó, quả
bắn vào á là cục gỗ nó lớn như này á, mà bắn xoay cả cục gỗ là anh chị cô chú mình hiểu rồi, máy mạnh vô cùng nha. Đó, đơn giản chưa, quá khỏe luôn, cực kỳ khỏe và nhẹ nhàng nha. Đó, bảo test thực tế nó quá mạnh luôn. Và tiếp tục mình có thể dùng để mình bắn vít tôn này. Mình dùng bắn vít tôn á thì mình sẽ có hai loại ốc phổ thông như là màu ốc đơn 8 này, thì bảo test cái này rồi tí bảo qua quét chức năng á là gỗ mỏng hơn nha. Rồi bảo chỉnh cấp trượt cho mình xíu nha. Có cấp trượt đầy đủ nhá. Để tiếp tục, nếu anh chị cô chú nào á mà bắn sắc hộp 48 nhá thì mình sẽ xài qua đầu bắn ba ke như này này. Rồi đối với cấp trượt á thì tùy anh chị cô chú mình gia giảm nhá. Đó, mình hợp lý là được à. Tùy mỗi con ốc và mỗi cách mà anh chị cô chú mình bắn nha. Đơn giản lắm nha. Có cấp trượt đầy đủ cho mình để mình xài. Nếu mà mạnh quá thì mình đẩy anh này lui tí xíu nha. Đơn giản cực kỳ luôn. Tiếp theo thì bảo sẽ tiến hành khoan vào bê tông cho mình xem nha. Đây là một miếng bê tông này, cốt thép này, có đầy đủ nha. Thì mình cũng test thực tế cho anh chị cô chú mình xem thôi. Rồi chức năng là chuyển cho bảo qua khoan bê tông nha. Test thử nha. Bê tông này, cốt thép. Wow, máy làm việc khá ok nha. Khuyên khoan là sâu quá luôn. Rất ok. Đơn giản cực kỳ luôn. Ba lỗ tiếp tục. Bốn lỗ. Bê tông cực kỳ là cứng nha. Đó, xanh lè xanh lét như này mà máy khoan liên tục luôn. Về mình xài gia đình tuyệt vời luôn. Công trình kẹt thì mình quất ngay cho bảo luôn. Rồi đi vào giới thiệu máy nhá. Thì bảo cũng đã test tất cả các chức năng của máy nhá. Bộ máy khoan này á thì nhà bảo bán cả hơn 200 bộ rồi. Ngày hôm nay tiếp tục về thêm 100 bộ để phục vụ anh chị cô chú mình nhá. Rồi lúc mà mình mua bộ máy khoan Alet này thì mình sẽ có phụ kiện bao gồm những gì nha. Mức giá chỉ có 450.000 thôi. Mình sẽ được một quả pin phổ thông nha, 4A, một quả sạc đế này và một thân máy. Thân máy này sẽ là 3 chức năng cộng thêm một chức năng là tổng hợp 4 trong 1 kết hợp trên máy này nha. Đó là chức năng đóng đinh này. Máy sẽ có báo pin, đèn, đầu là đầu 10 ly, đầu lốc, máy không chổi thang. Quý anh chị cô chú nha, máy compact rất là nhỏ gọn cực kỳ, thương hiệu Alet nha. 450.000 cho một bộ này thì quý anh chị mình á tham khảo đi, hàng chính hãng mà mức giá chỉ có 450.000, một pin một sạc là trên thị trường bây giờ hãng Alet này giá vô cùng rẻ nha. Và test đầy đủ chức năng cho mình, nào là khoan sắt, gỗ, bê tông, đóng đinh, bắn vít, thì anh chị cô chú mình cũng thấy thực tế rồi, máy này làm việc khá khỏe nha. Thì ngày hôm nay về tiếp 100 bộ thì quý anh chị nào á có nhu cầu mình có thể liên hệ cho bảo qua 3 số hotline để được chốt đơn nha. Bây giờ bảo xin kết thúc video ngày hôm nay về mẫu máy khoan Alet đầu 10 mm cực khỏe tại đây.